Chào các bạn, hôm nay tôi mang đến cây Otto Flum 3-1. Đây là một phiên bản có cái chức năng tương tự với lại cái cây Menti MF 20K3B. Đặc trưng của cái dòng bút này nó nằm ở chỗ là cái cấu trúc mà mình đẩy ruột ra cực kỳ thông minh. Bên trong sẽ có 3 cái ngòi. Gồm có một cái ngòi bút bi màu đen, màu đỏ và một cái ngòi chì 0.5. Đối với lại những người mà lần đầu tiên sử dụng các cái sản phẩm này thì họ sẽ hơi bỡ ngỡ một tí xíu, là bởi vì các bạn thấy là trên cái bút đó, nó chỉ có cái những cái ký hiệu như thế này thôi, ví dụ như là ký hiệu màu đen nè, ký hiệu màu đỏ nè, ở đây nó ghi là 0.5. Okay. Lấy cái này cho các bạn nhìn rõ hơn, màu đen nè, màu đỏ nè và 0.5 ngay đây. Và đây là cái nút mà mình sẽ thu. Ví dụ như là mình sẽ bấm vào cái nút này để mình thu cái ruột về. Thì như mình có nói lúc nãy, thì Otto này nó có một cái cơ chế bấm ruột rất là thông minh. Thông minh ở chỗ là chỉ cần mình nhìn thấy cái ký hiệu này, thì tức là khi mình bấm, ruột màu đó nó sẽ ra. Ở cái cây Bloom 3-1 này thì họ có ghi nó rõ hơn là màu red nè, màu black nè và màu và cái ruột 0.5. Thì bây giờ tôi sẽ bấm cái ruột red ra. Tôi sẽ quay cái chữ red, tức là mắt tôi nhìn thấy được chữ red thì cái ruột nó sẽ là red. Còn tôi muốn cái ruột màu đen thì tôi sẽ quay cái chữ black về cái hướng mắt mình nhìn và mình bấm thì nó sẽ ra màu đen. Bây giờ tôi sẽ dùng đến cái chỉ bấm nét 0.5. Tôi sẽ nhìn thấy cái ký hiệu ở đây, bấm thì nó sẽ ra chỉ. Và mình sẽ bấm thêm lần nữa để mình ra cái ruột. Đó, đó là cái cách mà mình sẽ đẩy cái ruột ra. Nó rất là thông minh và nó rất là đơn giản, đúng không các bạn? Cái phiên bản Bloom 3-1 này, Otto sẽ cho chúng ta 4 lựa chọn, là gồm có màu đỏ, màu trắng, màu xanh và màu đen. Thì cái thân, cái chất liệu mà làm cái thân bút này nó là bằng đồng. Bên ngoài họ mạ một cái lớp sơn theo cái kiểu mà sơn mờ hay là sơn mát. Nên cái màu nó trông khá là cá tính và cầm cũng rất là nục tay nữa. Thì đây là cái phiên bản mà Menti MF 20K3B và cái Bloom 3-1. Thì các bạn có thể thấy là cái cây Menti nó, cái hình dạng của nó nhìn ngầu hơn một chút xíu. Trong khi cái cây Bloom 3-1 thì nó có cái thiết kế theo kiểu tối giản hơn. Để thay ruột, khi mà mình dùng hết mực
Thì mình sẽ làm như sau. Các bạn mở bút ra. Mình chọn lấy cái ruột đã hết mực, mình rút để tháo nó ra. Và mình các bạn lưu ý là khi mình rút ra như thế này thì mình đừng có rút mạnh ra. Lâu ngày nó sẽ làm cho cái phần lò xo này, ở đây nó có một cái ngàm lò xo, nó sẽ bị lỏng ra. Cho nên mình cái cách mà để mình bảo quản tốt là mình giữ tay vào cái chỗ này để mình rút ra đó, thì nó sẽ giúp cho cái lò xo mình bền hơn. Đó, các bạn có thể mua cái ruột thay thế và sau đó mình lại gắn vào lại như cũ. Xong ha, cái cách thay nó cũng khá là đơn giản thôi. Dưới cái đuôi bút này thì mình sẽ có một cái tẩy của cái chì. Và đây là cái cây Otto Plum 3 trong 1. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Hẹn gặp lại các bạn vào clip trên tay sản phẩm kỳ sau. Xin chào các bạn.